Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến ngày 17 tháng 7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho các thí sinh vừa dự thi trên toàn quốc. Sau khi công bố điểm thi, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Theo đó, các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý. Ngày 17 tháng 7, công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chậm nhất ngày 19 tháng 7, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Chậm nhất 23 tháng 7, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan, bản chính, gửi giấy chứng nhận kết quả thi. 17 tháng 7 đến 26 tháng 7, thu nhận đơn phúc khảo. Chậm nhất ngày 9 tháng 8, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo.